Xin chào em, thì nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ áp dụng cái kiến thức chúng ta học được ở phần lét đơn và quét lét này và một chút về LCD. Đấy, mình chỉ thêm vào gọi là để hiển thị nó trên màn LCD thôi. Để chúng ta sẽ tạo ra một cái những cái đèn giao thông. Đấy, đây chúng ta có thể thấy một hệ thống giao thông rất là cực kỳ là đơn giản đấy, và thô sơ. Giờ chúng ta bắt đầu chạy nó nhé. Town to town.